Đình Kiên sinh ngày 20 tháng 9 năm 1621 tại làng Thiết Đinh, Bái Trại Ngoại, phủ Thiệu Thiên, trấn Thanh Hóa. Nay là khu phố Thiết Đinh, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Ông sinh ra trong một gia đình cự tộc, một dòng họ tôn quý. Có ông nội là Tả Đô Đốc Quận Công, chỉ huy trung quân. Sau là tham tán quân Vụ Tứ Vệ Thần Vũ, Lê Thời Lê, tên chữ là Huệ Lương. Bà nội là công chúa Nhị Tôn, Lê Thị Xuân, con vua Lê Thế Tông. Cha là Tả Đô Đốc Quận Công, đặc tiến phụ quốc thượng tướng quân, tham tan ti thừa chính xứ Thái Nguyên, coi về tổ chức quan lại, tài chính, giáo dục Lê Phụ Tấu, tên chữ là Huệ Hiếu. Khi mất, được phong phúc thần là nhân thần thứ tư của làng. Mẹ là Đặng Thị Thục. Lê Đình Kiên là cháu đời thứ 9 của Lê Huệ Nhẫn, là người có công trong cuộc kháng chiến chống giặc Minh. Năm 1428, Lê Lợi cho 2/3 lực lượng quân đội về xây dựng kinh tế. Theo các nhà sử học ghi chép lại thì Lê Huệ Nhẫn có công lập làng nên có sắc phong bản ấp phúc thần, là nhân thần thứ 6 của làng với hai đạo sắc thời Lê và thời Nguyễn. Thời tuổi trẻ, Lê Đình Kiên theo các chúa Trịnh dẹp nội phản chủ yếu là biên cương phía Bắc. Ngài làm quan trong các triều thờ các vị chúa thánh, trải qua mấy đời nhờ trung cần liêm cần, giữ lòng trung chính, chẳng chịu a tòng nên được chúa thượng yêu khen. Năm 1656, ông được triều đình ban làm sách bằng đồng. Sách này mới tìm thấy trong lòng đình làng Thiết Đinh vào năm 2022, hiện Bảo tàng Thanh Hóa lưu giữ. Năm 1664, vâng mệnh làm tổng trấn Sơn Nam. Sơn Nam ngày xưa gần Hà Đông cũ, gồm một số huyện ngoại thành Hà Nội và Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình và huyện Nam Sách của tỉnh Hải Dương. Thời ấy, lưu quan thường thay đổi hàng năm hoặc 3 năm một lần. Riêng Lê Đình Kiên làm tổng trấn Sơn Nam hơn 40 năm, từ tháng 1 năm 1664 đến tháng 2 năm 1704, là một trường hợp đặc biệt. Ông phải làm cho đến khi chết lúc đã 84 tuổi, vì đã từ lâu triều đình khó tìm được người thay thế xứng đáng. Từ tuổi 44 cho đến cuối đời, hơn 40 năm cống hiến cho Sơn Nam, Lê Đình Kiên đã xây dựng Sơn Nam từ vùng đất giữ thành vùng đất Thái Bình thịnh trị, với thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố hiến. Người đứng đầu một khu vực là người tài giỏi văn võ song toàn. Lê Đình Kiên làm tổng trấn Sơn Nam đã thể hiện được tài năng toàn diện, là nhà chính trị cao mưu, nhà quân sự có tài, nhà tổ chức và thực hành giỏi, đã làm cho Sơn Nam một trấn rộng lớn gần hết đồng bằng Bắc Bộ, ổn định, cuộc sống dân lành yên vui, tốt đẹp. Chính trị công bằng, hình phạt giảm bớt, dân 36 quận làm ruộng mà ăn, đào giếng mà uống. Trong nhà thì đã có sẵn của, ra đường không nhặt của rơi, dân đi đêm không phải sợ, nằm đồng nội chẳng phải lo vì trộm cướp im hơi, lặng tiếng, không dám hoạt động. Trong thời gian làm tổng trấn Sơn Nam, ông lần lượt được phong các cấp hàm đô đốc, hữu đô đốc, tả đô đốc, thiếu bảo tước quận công. Đầu năm 1704, ông được phong hàm thái bảo như đại tướng thời nay. Thời Lê Trịnh, do ảnh hưởng của chiến tranh Trịnh Mạc rồi chiến tranh Trịnh Nguyễn, dân lưu tán, ruộng đồng làng xóm xác xơ, cộng thêm nạn người Hán bị nhà Thanh truy bức chạy loạn sang ta, một kiểu tàu ô tranh giành cướp bóc để sống, dân tình khốn khổ, ông đã trấn áp trộn cướp cả người Việt và người Tàu, đồng thời cấp đất lập làng cho cả dân ta và dân Tàu sinh sống. Làng xóm thiết kế theo kiểu ở quê là hai trục chính ở hai bên là đường lớn và các ngõ nhỏ nối với hai trục ấy hình dáng như cái thang lớn. Thế kỷ thứ 17 có thể coi là thế kỷ phát triển của ngoại thương và ông là thủy tổ của ngành kinh tế đối ngoại. Các nước ở châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Mã Lai, các nước ở châu Âu như Hà Lan, Anh, Pháp đã đến phố hiến buôn bán trong thời gian này. Các nước đã mở cả thương điếm là Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp.
Tàu thuyền bốn phương qua sông Hồng trước khi lên Thăng Long phải dừng ở phố Hiến để kiểm soát cả về buôn bán và băng giao. Ai muốn vào kinh đô có việc tâu vua phải qua Lê Đình Kiên kiểm tra mới được vào. Ông có lệnh bài của vua để làm việc thay triều đình. Đối với quê hương Thiết Đinh và các làng thuộc tứ xã bản là Bái Trại, Thạch Đài, Hoạch Thôn, ông đều quan tâm. Ông đã cho gỗ làm mỗi làng một ngôi đình. Vì thế ta biết đình làng Thiết Đinh, bản Đanh, bản Trại, bản Chùa, bản Vọc đều làm từ thế kỷ 17. Đến nay đã gần 350 năm. Đền thờ họ Lê Đình làm trước Lê Đình Kiên. Sau này Lê Đình Kiên cho tôn tạo khang trang hơn. Hiện nay đền thờ Lê Đình Kiên và tiên tổ của ông do dòng họ có nhiều công hầu, khanh tướng nên sắc phong có hơn 40 sắc. Do hư hỏng nên đến nay chỉ còn 16 sắc, trong đó có 9 sắc phong của Lê Đình Kiên, của triều Lê và triều Nguyễn. Trong làng Thiết Đinh có 6 nhân thân và 1 thiên thần là Thành Hoàng Làng. Thành Hoàng Làng phong là thượng đẳng thần nên Lê Đình Kiên phong là trung đẳng thần. 5 người còn lại phong là đoan túc tôn thần. Điều đặc biệt, Lê Đình Kiên là một trong số người hiếm hoi có bia dựng khi còn sống. Khi mất, ông có 2 bia ở phố Hiến và 1 bia ở Từ Vũ quê nhà. Bia lúc còn sống có 2 bia, một bia dựng ở Thiết Đinh năm 1670 do 74 người làng công đức để dựng ghi tiền của, ruộng đất ngài công đức cho làng. Một bia do người dân gồm quan viên, phủ lão xã An Phú, huyện Thanh Lâm, phủ Nam Sách lập năm 1697, nay là huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Bia do tiến sĩ Nguyễn Long Bảng soạn và các cụ cùng ký vào bia. Nội dung ca ngợi công đức của ngài đối với dân Lương Tài, vì vậy hàng năm ngày mùng 10 tháng Giêng tổ chức mừng thọ cho ngài. Sau khi mất thì con cháu làm dỗ như dỗ phúc thần. Ngày 12 tháng 2 năm 1704 âm lịch, ngài tạ thế hưởng thọ 84 tuổi. Lúc ngài tạ thế trong nhà không có tí gì của cải, ai nghe thấy cũng đều cảm thương. Mộ ngài trong quan, ngoài quách an táng tại Mã Thông, bài vị thờ chính tại nhà thờ di tích lịch sử quốc gia Lê Đình Kiên, tại đền Đông Đô Quảng Hội ở bên tà có một gian thờ vọng ngài. Hàng năm phương Hầu Châu, thành phố Hưng Yên vẫn làm lễ dâng hương ngày giỗ 12 tháng 2. Lê Đình Kiên hiển thánh là một trong 447 linh hồn bất tử của Việt Nam, đứng đầu là Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Đền thờ Thái Bảo Đại Vương Lê Đình Kiên tại khu phố Thiết Đinh, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định được công nhận là di tích cấp quốc gia theo quyết định số 1034 ngày 12 tháng 8 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự chung tay góp sức của nhân dân, con cháu dòng họ đã thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân đối với những người có công với đất nước. Tuy nhiên, theo thời gian, các hạng mục công trình hiện nay thuộc di tích đền thờ Lê Đình Kiên đã và đang xuống cấp. Đồng thời, khuôn viên của di tích chật hẹp chưa đáp ứng được nhu cầu, chưa xứng tầm với một di tích quốc gia. Nhằm tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích đền thờ Lê Đình Kiên, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân. Đồng thời, giữ gìn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của di tích cấp quốc gia, giáo dục truyền thống và lưu giữ cho muôn đời sau. Việc đầu tư, tu bổ, tôn tạo các hạng mục công trình thuộc di tích lịch sử đền thờ Lê Đình Kiên và mở rộng khuôn viên di tích là một việc làm hết sức cần thiết nhằm để thế hệ hôm nay và mai sau hiểu rõ hơn, tưởng nhớ công ơn của Thái Bảo Đại Vương Lê Đình Kiên, tài đức xuất chúng trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đồng thời làm sống lại các hoạt động văn hóa phi vật thể tại di tích, tạo tiền đề cho phát triển du lịch văn hóa tâm linh ở địa phương. Di tích lịch sử quốc gia đền thờ Lê Đình Kiên được tỉnh ủy Thanh Hóa thống nhất chủ trương đầu tư tại văn bản số 1647, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thẩm định dự án tại văn bản số 915 ngày 21 tháng 3 năm 2022.
Hội đồng Nhân dân huyện Yên Định chấp thuận chủ trương đầu tư theo nghị quyết số 21 ngày 21 tháng 7 năm 2021. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Định quyết định phê duyệt dự án tại quyết định số 1574 ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Định. Theo quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật triển khai sau thiết kế cơ sở số 156 ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Quán Lào, tổng mức đầu tư là 10 tỷ 771 triệu 653 nghìn đồng. Tổng mức đầu tư theo giá trị thẩm định điều chỉnh bổ sung 10 tỷ 828 triệu 909 nghìn đồng. Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 3 tỷ đồng, ngân sách huyện hỗ trợ 2 tỷ đồng, nguồn vốn còn lại 5,83 tỷ đồng do ngân sách thị trấn Quán Lào, vốn xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác đảm nhận. Các hạng mục tu bổ, tôn tạo xây dựng mới bao gồm nhà tiền đường, diện tích xây dựng 77,5m², nhà hậu cung, diện tích xây dựng 74,5m², kiến trúc công trình được thiết kế theo hình thức truyền thống có dạng chữ nhất, bố cục nhà ba gian, các cấu kiện gỗ, hoa văn họa tiết cơ bản được bảo tồn theo nguyên bản. Cổng nghi môn, sân đền, rãnh thoát nước nội bộ, tường rào, am hóa vàng, nhà vệ sinh, khuôn viên phía trước đền, diện tích 2.500m². Ngày hôm nay, chúng ta mãi tự hào và biết ơn các bậc tiền nhân đã có công khai quốc công thần. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, vào tinh thần quật cường bất khuất và trí thông minh, sáng tạo của dân tộc ta. Với tinh thần tiếp nối truyền thống của cha anh, viết tiếp niềm tự hào của dân tộc, mỗi người dân thị trấn nói chung và con cháu dòng họ Lê Đình nói riêng tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng thị trấn Quán Lào trở thành đô thị văn minh, khu phố kiểu mẫu trên quê hương Thái Bảo Đại Vương Lê Đình Kiên.